Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Kiến Thức Game. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ tiếp tục review đến cho các bạn một con tàu ngầm có thời gian lặn lâu nhất ở trong game. Bây giờ mời tất cả các bạn cùng theo dõi video ngay sau đây. Con tàu ngầm mà mình muốn chia sẻ đến cho các bạn ngày hôm nay đó là con tàu ngầm RFK-535 Iri Don Goguki, hiện có giá bán là 14 triệu đô. Đây là con tàu ngầm thế hệ thứ tư chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hải quân Nga, và đây là con tàu ngầm có thời gian lặn rất lâu nên rất khó bị phát hiện. Bây giờ mình sẽ tiến hành mua con tàu ngầm này, sau đó mình sẽ review tiếp cho các bạn cùng xem. Bây giờ mình sẽ tiến hành nâng cấp con tàu ngầm này, sau đó chúng ta sẽ xem qua phần thông tin chỉ số của con tàu ngầm này nha. Sau đây là những chỉ số của con tàu ngầm này sau khi đã được nâng cấp. Phần độ bền chúng ta sẽ có 338.000, đây là chỉ số độ bền tương đối ổn. Tốc độ là 16.4 knot, tính cơ động là 6.5. Phạm vi hoạt động của radar lên đến 17.6 km. Phạm vi hoạt động sonar 1.60 km. Và cuối cùng, dung tích O2 của con tàu ngầm này là rất cao, lên tới 338. Với chỉ số O2 cao đến như vậy thì thời gian mà các bạn lặn ở dưới nước là cực kỳ lâu, lên tới 5 phút, khá là ấn tượng. Và đây cũng là con tàu ngầm có thời gian lặn lâu nhất so với những con tàu ngầm còn lại. Vừa rồi mình đã điểm nhanh qua phần thông tin chỉ số về con tàu ngầm này, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần trang bị vũ khí cho con tàu ngầm này nha. Bây giờ chúng ta sẽ lựa chọn tên lửa để trang bị cho con tàu ngầm này sao cho phù hợp nhất. Vì đây là con tàu ngầm có thời gian lặn lâu nên mình sẽ ưu tiên chọn những loại tên lửa có thể bắn được dưới nước, và mình sử dụng tên lửa Bolava để tối ưu hóa sức mạnh cho con tàu ngầm này. Ống phóng ngư lôi mình sẽ trang bị UGST Physics của Nga. Như vậy mình đã trang bị vũ khí cho con tàu ngầm này, giờ mình sẽ vào trận để test con tàu ngầm này. Mời tất cả các bạn cùng theo dõi video.
We'll be right back.